Khi rơi vào khoảng thời gian đen tối nhất cuộc đời mình, tôi tình cờ đọc được cuốn sách Sức mạnh của hiện tại. Những điều mà Eckhart Tolle nói về hạnh phúc đã thúc đẩy tôi đến cuộc hành trình này tại Vancouver để gặp ông. Ông đã từng ngồi hàng giờ trên những băng ghế ở công viên trong suốt 2 năm. Ông ngủ trên băng ghế công viên luôn ư? Hiếm lắm, nhưng đúng là tôi đã dành hầu như cả ngày ngồi trên những băng ghế ở các công viên tại London. Ông có ăn đủ 3 bữa một ngày không? Không, lúc đó một bữa ăn với tôi đã là may mắn rồi. Khi mà bạn ngồi đây, liệu bạn có thể đơn giản chỉ quan sát những thứ đang xảy ra xung quanh? Mà không cần phải thêm vào bất cứ diễn giải nào, để chỉ hiện hữu với cái đang là. Và bạn sẽ biết được cảm giác ngồi trên băng ghế công viên mà không cần phải thêm thứ gì vào khoảnh khắc này. Âm thanh, khung cảnh, con người, tiếng nước chảy, ánh sáng, chỉ cho phép chúng diễn ra đúng như thế. Từ đó, sự bình an sẽ đến. Bạn không liên tục bị đắm chìm vào những sự kiện suy nghĩ, cảm xúc, phản ứng. Bạn chính là khoảng không gian rộng lớn hơn, nơi tất cả những thứ đó xảy ra. Bạn chính là nhận thức đằng sau chúng, mà nếu không có nó, không điều nào trong số những điều trên có thể tồn tại được. Bạn là nhận thức qua đó cả thế giới được biểu lộ. Nên hãy biết rằng điều đó thực sự là bạn, không phải hiểu qua những khái niệm mà bạn, qua sự nhận biết thực sự. Hãy lùi lại một bước và cho phép thế giới hiện tượng được diễn ra đúng như nó đang là trong thời điểm này. Cho phép thời điểm này được đúng như nó đang là. Điều đó sẽ dẫn bạn đi sâu hơn vào bản thân mình. Và bạn có thể nhận ra có một sự bình yên vững chắc ở phía sau. Cần có một sự tỉnh giác cho điều đó. Bạn cần phải tỉnh giác với điều đang diễn ra để thấy được những suy nghĩ và nguồn năng lượng đằng sau những suy nghĩ chính là ý thức. Hãy tỉnh giác. Không có tỉnh giác, bạn sẽ bị đắm chìm vào suy nghĩ. Và rồi bạn sẽ nghĩ đến điều gì xảy ra vào ngày mai. Có những nơi dành cho việc lên kế hoạch, nhưng không phải trên băng ghế công viên. Đây không phải là nơi để phải suy nghĩ về ngày mai, bởi vì bạn sẽ lỡ mất những vẻ đẹp của sự sống xung quanh mình. Và rồi bạn lạnh, và cũng không cần phải nghĩ đến là lạnh. Đúng vậy, nó chỉ là một cảm giác đang được hiển lộ. Bạn cũng không cần gọi tên nó là lạnh. Và rồi nó cũng sẽ ổn thôi. Và sự phản ứng của chúng ta cứ liên tục tiếp diễn, cố gắng đạt được một điều gì đó, bám víu vào một thứ gì đó. Thế còn việc đi tìm ý nghĩa thì sao? Bạn thấy không? Chỉ mới khoảnh khắc trước, bạn đang trong trạng thái tỉnh giác và hiện hữu. Và chẳng bao lâu sau, một suy nghĩ xuất hiện và đặt một câu hỏi. Bởi vì suy nghĩ không thể chịu nổi trạng thái hiện hữu đó, nên nó luôn xuất hiện và nói, đúng, nhưng mà còn về việc tôi chưa hiểu lắm, không nói cho tôi biết, nó có nghĩa là sao được không? Nên nó luôn muốn hỏi một điều gì đó, muốn kiểm soát theo một cách nào đó, bằng cách hiểu những điều này, điều kia có nghĩa là gì? Nếu bạn có thể buông bỏ nó, chỉ phút chốc thôi, không phải cả đời bạn. Chỉ trong khoảnh khắc này thôi, hãy buông bỏ nhu cầu để hiểu bất cứ điều gì, để bạn có thể thực sự hiện hữu trong giây phút này. Bạn không cần phải làm thế một tiếng tới hay 10 phút tới, chỉ ngay bây giờ thôi. Chỉ hiện hữu với cái đang là, nhưng đừng quên đi chính mình, bởi vì bạn chính là ý thức nằm đằng sau đó. Bạn chính là khoảng không gian, là sự hiện hữu.
Bạn có cảm nhận được rằng cơ thể mình đang sống không? Có. Vậy, hãy ở lại với cảm giác đó và quan sát. Sẽ dễ hơn để quan sát mà không diễn giải khi mà bạn có thể cảm nhận sự sống bên trong cơ thể mình. Nên hãy giữ một phần sự chú tâm của bạn ở đó, phần còn lại thì hướng ra thế giới bên ngoài. Nó sẽ cắm rễ bạn trong phút giây hiện tại. Nó sẽ cắm rễ bạn trong phút giây hiện tại. Và nếu có một suy nghĩ xuất hiện bên trong tâm trí, bạn cũng có thể quan sát nó cũng như quan sát một chú chó đang đi ngang qua. Bạn có thể quan sát suy nghĩ xuất hiện bên trong tâm trí bạn. Bạn không phải đi theo nó đến nơi mà nó muốn, bạn chỉ đơn thuần quan sát khi nó xuất hiện trong tâm trí bạn và cho nó ra đi, cũng như cách mà một chú chó đi ngang qua bạn. Nếu bạn muốn, bạn cũng có thể đi theo suy nghĩ và rồi lại bạn có thể nói, tôi vừa nghĩ ra một câu hỏi khác, bạn cũng có thể làm như vậy. Nhưng ở đây, hãy nhận ra khả năng rằng, tương tự việc bạn quan sát thế giới bên ngoài khi ngồi trên băng ghế này, bạn cũng có thể quan sát thế giới ở bên trong mình, thế giới của những suy nghĩ và cảm xúc. Suy nghĩ sẽ xuất hiện liên tục và điều đó không sao cả, đó là cách chúng vận hành. Nhưng không cần thiết phải bị kéo vào mỗi suy nghĩ và lập tức đi theo nó đến nơi nó muốn. Nói cách khác, không cần phải chạy theo mọi suy nghĩ như con chó bám theo một mùi mà nó ngửi thấy. Có quan trọng suy nghĩ không? Không, không quan trọng. Bạn có thể thử nghiệm. Bạn có thể đi theo một vài suy nghĩ và quan sát những suy nghĩ khác. Hãy tự tìm ra cho mình giống như chơi một trò chơi. Và bạn sẽ thấy rằng bạn to lớn hơn những suy nghĩ của mình. Bạn không cần phải bị thống trị bởi suy nghĩ của bạn. Bởi vì suy nghĩ tạo ra rất nhiều vấn đề cho chúng ta. Những vấn đề không cần thiết và chúng có thể che đi sự sống động của cuộc sống trong khoảnh khắc này. Có rất nhiều người đi dạo ở đây nhưng tâm trí lại suy nghĩ về việc khác. Họ nghĩ về khoảnh khắc kế tiếp, nghĩ về ngày mai. Nhưng đây không phải là nơi dành cho những việc đó. Có những nơi để lên kế hoạch, để nghĩ về ngày mai. Nhưng tại sao lại phải là trước vẻ đẹp sự sống này? Chúng ta cứ nghĩ về khoảnh khắc kế tiếp. Liệu nó có thể đẹp hơn khoảnh khắc này không? Không, nó không đẹp hơn được. Có gì có thể đẹp hơn thế này? Tỉnh thức là nhận ra rằng có một điều gì đó bên trong bạn sâu sắc hơn suy nghĩ. Đó là điều chủ yếu. Và nó đã có sẵn ở đó rồi, chỉ là bạn không nhận ra mà thôi. Tại sao con người lại không nhận ra được điều đó? Đó là bởi vì thói quen hoàn toàn đồng hóa mình với suy nghĩ, một thói quen bị điều kiện hóa đã ăn sâu ở con người. Có thể được diễn tả là lạc trong suy nghĩ. Thế nên cho đến giờ, hầu hết mọi người vẫn chưa tỉnh thức. Thế nhưng sự tỉnh thức đang dần dần lớn lên. Và bạn cũng là một phần trong đó. Khi đó thì tôi vẫn làm phim và vẫn có bạn gái đúng không? Đúng, bạn vẫn hoạt động, tương tác với thế giới. Nhưng bạn không bị lạc vào nó, hầu hết mọi người bị lạc vào nó. Thế còn việc đau đớn thì sao? Đau đớn về thể xác, cảm xúc, mất đi một người thân. Hầu hết đau khổ của con người là do tâm lý tạo ra. Khi có đau khổ, thì có một khả năng cho con người sống mà không có đau khổ.
Có thể là bạn gặp những đau đớn có thật về mặt thể xác trên cơ thể. Đau khổ là một mức độ khác nằm trên sự đau đớn đó. Đau khổ chỉ ra rằng có một câu chuyện buồn khổ của một cái tôi nhỏ bé. Cái tôi nhỏ bé được tạo ra bởi tâm trí, đang tạo ra một câu chuyện buồn khổ để nó được xác thực. Và chính điều đó tạo ra hầu hết những khổ đau. Và không chỉ khiến bản thân bạn đau khổ, mà còn khiến những người xung quanh bạn đau khổ. Trở thành một với cuộc sống, nó sẽ cắm rễ bạn trong phút giây hiện tại. Bạn không thể rời khỏi khoảng khắc của không gian ở hiện tại đó. Nó luôn ở đó với bạn, kể bạn đâu hay làm gì. Cuộc sống chưa bao giờ mà không phải là bây giờ, và sẽ không bao giờ mà không phải là bây giờ. Nó sẽ cắm rễ bạn trong phút giây hiện tại. Qua việc suy nghĩ, cố gắng hiểu một điều gì đó, trước tiên hãy có mặt ở đây hoàn toàn đã, và rồi bất kỳ điều gì bạn cần cho cuộc sống sẽ đến. Nó đến từ nguồn năng lượng của phút giây hiện tại, điều mà hầu hết mọi người xem thường. Có một nguồn năng lượng rất lớn ngay tại đây, đó cũng chính là nguồn năng lượng của cuộc sống. Và hầu hết mọi người luôn tìm kiếm một thứ gì đó mà bỏ lơ đi điều này. Nguồn năng lượng của cuộc sống không tách rời với con người của bạn, nằm sâu ở bên trong bạn. Rất nhiều lần con người quên đi. Những khoảnh khắc mà bạn nhận ra rằng mình quên, nó sẽ cắm rễ bạn trong phút giây hiện tại. Nó sẽ cắm rễ bạn trong phút giây hiện tại. Và khi bạn sống trong phút giây hiện tại, có một sự tỉnh giác nhận thức lớn hơn. Và rồi bạn trở nên nhận thức nhiều hơn về sức sống bên trong cơ thể về bạn, và bạn cảm nhận được sự sống bên trong. Cứ như thể toàn bộ rung động trong một cơ thể bạn có được sự chuyển đổi khi bạn trở nên hiện hữu. Đó là một trạng thái nhận thức hoàn toàn khác, tỉnh giác hơn, sống động hơn. Và rất nhiều lần bạn đánh mất nó, và rồi bạn lại nhớ. Thế là đủ tốt rồi. Đừng tin vào tâm trí khi nó nói với bạn rằng, ôi, bạn không thể làm vậy được, bạn còn nhiều thứ phải làm lắm. Chúng chỉ là những suy nghĩ mà thôi, không cần phải đi theo những suy nghĩ đó. Chỉ cần quan sát chúng khi chúng xuất hiện. Bạn không cần phải tin vào chúng, bởi vì tâm trí nói bạn không thể hiện hữu bây giờ được. Vì bạn phải làm việc điều gì đó, bạn có thể nói ok, hãy để xem điều gì xảy ra. Khi bạn cảm nhận được sức sống ở đôi bàn tay, sức sống bên trong cơ thể, vẻ đẹp ở xung quanh bạn, bạn trở nên hiện hữu một lần nữa, sự tỉnh giác quay trở lại. Và khi đến lúc suy nghĩ, thì bạn suy nghĩ, bạn nói, ok, suy nghĩ nào? Ngày mai mình cần đến sân bay mấy giờ nhỉ? Bây giờ mình cần làm gì nhỉ? Mình cần gọi điện thoại. Điều đó là tốt, đó là những vấn đề của thực tế. Và rồi khi bạn hoàn thành chúng, sau khi nghĩ đến những kế hoạch, đến tuần sau, bạn lại quay trở về với hiện tại. Sự chuyển hóa ở bên trong không thực sự là việc tìm thật nhiều câu trả lời cho những câu hỏi của bạn, mà là tìm ra một mối quan hệ mới với suy nghĩ, khi không phải suy nghĩ nào cũng có thể lôi kéo bạn được nữa. Và nếu có một cô gái xinh đẹp chạy qua và bạn thấy mình nhìn theo cô ấy, bạn cũng không cần phải nghĩ là ô, mình không được là nhìn cô gái này, vì bây giờ mình là một người tâm linh. Nếu bạn có thể buông bỏ chúng trong phút chốc thôi, không phải toàn bộ cuộc đời bạn, chỉ trong phút giây này thôi. Hãy buông bỏ những nhu cầu để hiểu bất cứ điều gì, để bạn có thể thực sự hiện hữu trong phút giây này, chỉ ngay lúc này thôi. Với những gì đang diễn ra, nhưng đừng quên đánh mất chính mình, bởi vì bạn chính là ý thức nằm đằng sau đó. Bạn chính là khoảng không gian, là sự hiện hữu.
Cuộc sống muốn hỗ trợ bạn, nhưng trước hết bạn cần mở lòng với cuộc sống. Có thể bạn đến đây với rất nhiều câu hỏi, nhưng để tôi hỏi bạn một câu trước đã, rồi sau đó bạn có thể hỏi tôi. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi? 24. 24 tuổi, tức là bạn cũng đã có nhiều trải nghiệm sống. Bạn đã đến trường, đã yêu, đã chia tay. Đã trải qua nhiều thứ ở những nơi khác nhau, gặp những con người khác nhau, hoàn cảnh khác nhau. Cơ thể có lẽ là hầu như khỏe mạnh, nhưng đôi lúc cũng bị bệnh. Trong số những điều bạn đã trải qua, những điều liên tục thay đổi, liệu có bất kỳ một điều gì đó có vẻ như không bao giờ thay đổi không? Tôi chỉ muốn hỏi để xem bạn có thể tìm thấy bất kỳ điều gì trong những điều bạn đã trải qua mà không bao giờ thay đổi không? Có phải đó là những thứ xung quanh bạn không? Rõ ràng là không rồi, vì những thứ xung quanh bạn thay đổi liên tục. Có phải đó là những suy nghĩ của bạn không? Không, vì những suy nghĩ trong tâm trí bạn cũng luôn luôn thay đổi. Có phải đó là những cảm xúc hay cảm giác của bạn không? Không, chúng cũng thay đổi mọi lúc. Vậy thì có bất kỳ điều gì trong mọi trải nghiệm tốt hay xấu, lên hay xuống? Luôn luôn có mặt ở đó hay không? Tôi nghĩ đó là cái tôi ở trong mình. Khi bạn nói tôi, điều đó nghĩ là gì? Cái tôi đó là gì? Chúng ta đã biết rằng nó không thể là những suy nghĩ của bạn, vì suy nghĩ thay đổi mọi lúc, cảm xúc, cảm giác của bạn cũng thay đổi mọi lúc. Những trải nghiệm giác quan của bạn, những thứ mà bạn nhìn thấy xung quanh cũng thay đổi mọi lúc. Vậy, bất kỳ điều gì chúng ta nhìn thấy cũng thay đổi mọi lúc. Vậy, khi bạn nói cái tôi và chỉ đến cái tôi không bao giờ thay đổi thì nó không thể là những điều xảy ra với bạn. Nó không thể là những suy nghĩ đến rồi đi trong tâm trí bạn. Nó không thể là những cảm xúc, cảm giác mà bạn trải qua. Vậy, bản chất của cái tôi đó là gì? Nó có nghĩa là gì? Hay chỉ đến điều gì? Có phải là cái đang nhìn, đang lắng nghe, nằm đằng sau tất cả những điều ấy phải không? Đúng, cái nằm đằng sau những suy nghĩ, nằm đằng sau những giác quan, cái nằm đằng sau tất cả những trải nghiệm, cảm xúc, vân vân. Câu hỏi mà tôi hỏi không nhất thiết phải có một câu trả lời trừu tượng. Nhưng tôi muốn bạn thực sự cảm thấy bên trong chính mình điều không bao giờ thay đổi đó, bất kể bạn đi đâu, bất kể bạn làm gì, ở với ai, hay cơ thể khỏe hay không khỏe. Bạn trả lời rằng tôi, và tôi hỏi bản chất của cái tôi đó là gì, thì bạn có thể bị mắc kẹt vào ngôn từ. Nhưng bạn có nói một từ, đó là lắng nghe. Khi bạn thực sự lắng nghe, sẽ có một khoảng không gian tỉnh giác nhất định. Nếu không thì bạn sẽ không thực sự lắng nghe. Và nếu phải diễn tả nó qua một cử chỉ, có thể đó là giơ một ngón tay lên và nói, hãy lắng nghe.
Khi tôi nói với bạn, hãy lắng nghe. Và bạn lắng nghe, sẽ có một khoảnh khắc mà chỉ có một sự nhận thức rộng thoáng và không có suy nghĩ trong đó. Nên khi bạn nói lắng nghe, bạn đang tiến rất gần đến với bản chất con người thực sự của bạn, nằm bên dưới tất cả những hoàn cảnh sống của bạn. Và hoàn cảnh ở đây bao gồm cả suy nghĩ và cảm xúc. Mà nếu mà bạn không nhận ra điều đó, rằng bạn thực sự là ai ở bên dưới tất cả những hoàn cảnh, thì cho dù bạn có hỏi bao nhiêu câu hỏi và nhận được bao nhiêu câu trả lời đi chăng nữa, thì cũng sẽ chẳng giúp ích được gì nhiều. Và việc đặt ra câu hỏi cũng không bao giờ kết thúc, vì câu trả lời này lại dẫn đến một câu hỏi khác. Chúng ta đang nói về việc làm quen với một trạng thái nhận thức khác. Không phải là nó chưa bao giờ ở đó, nó luôn có ở đó, bởi vì nó là trạng thái, nhưng nó luôn bị coi nhẹ. Bởi vì những hoàn cảnh của bạn, những thứ xảy ra với bạn, những suy nghĩ, cảm xúc của bạn có lực kéo rất mạnh, nên sự chú tâm của bạn hoàn toàn bị chúng lôi kéo. Và sự chú tâm là thứ có ở đó khi mà bạn thực sự lắng nghe. Và trong khoảnh khắc chú tâm đấy, không có suy nghĩ mà chỉ có một sự nhận thức và hiện hữu. Thế nên, câu trả lời của bạn là hoàn toàn chính xác. Không phải ai cũng trả lời giống như thế, nhưng từ lắng nghe có thể chỉ đến con người thực sự của bạn, nên bên dưới tất cả những điều không ngừng thay đổi. Bây giờ tôi muốn bạn nhớ rằng đây không phải là một cuộc nói chuyện mang tính lý trí, bởi vì nếu muốn mang tính lý trí, bạn đã nên tìm đến các giáo sư triết học hay một người ở thầy ở trường đại học. Tôi đã đến những nơi đó rồi. Và nếu đến những nơi đó, bạn sẽ có rất nhiều câu hỏi, nhưng những câu trả lời đó lại khiến bạn có nhiều câu hỏi hơn. Bởi vì chúng không đưa bạn đến cái cốt lõi của con người mình. Nên hãy bắt đầu với điều đó. Và điều mà chúng ta đang chỉ đến là cảm giác của cái tôi, của sự tồn tại, điều sâu sắc hơn bất kỳ điều gì xảy ra trong cuộc sống bạn. Điều luôn luôn ở đó, ngay bây giờ. Và điều đó rất gần với trạng thái lắng nghe chăm chú. Bên dưới tất cả mọi thứ có một sự hiện hữu phi thời gian. Thậm chí là sau 50 năm, 60 năm, cơ thể này của bạn ra đi. Và cũng không còn là cơ thể này nữa, vì những tế bào trong cơ thể đã được tái tạo rất nhiều lần. Về mặt vật chất, không có một thứ gì còn sót lại sau 50 năm, cho dù bạn vẫn còn sống đi nữa. Không còn bất kỳ điều gì ngay lúc này còn sót lại về mặt vật chất, vì mỗi tế bào sẽ được tái tạo và cơ thể bạn sẽ già đi. Thế nhưng, có một thứ gì đó phi thời gian nằm sâu bên trong sẽ vẫn hoàn toàn tương tự như bây giờ, không bao giờ bị tác động bởi thời gian. Đó chính là cái tôi. Cái tôi trước khi nó trở thành cái này hay cái kia. Bởi vì khoảnh khắc mà bạn nói, tôi là người Mỹ, tôi là cái này hay cái kia, tôi là công việc này hay tôi là người thất nghiệp, hay tôi là triệu phú, hay tôi là người vô gia cư. Chúng đều là sự đồng hóa cái tôi với hình tướng, với những hoàn cảnh luôn thay đổi. Thế nên mọi người luôn tìm kiếm một điều gì đó để trở nên nổi bật. Họ muốn đồng hóa mình với một điều gì đó và nói rằng, à, đây rồi, tôi tìm thấy rồi. Điều mà họ thực sự muốn nói là cuối cùng thì tôi cũng tìm thấy chính mình. Nên họ tìm kiếm bản thân mình qua việc sở hữu những thứ bên ngoài, qua việc tìm kiếm kiến thức, tích lũy những trải nghiệm. Hay một vài người cảm nhận về chính mình qua một số phụ nữ mà họ chinh phục hay quan hệ.
Có càng nhiều những thứ đó bạn nói, ồ, mình đã đến nơi. Nhưng sau vài năm, bạn nhận ra chúng chẳng đưa bạn đến đâu cả. Chẳng có thứ gì sẽ đưa bạn đến đâu cả nếu bạn tìm kiếm chính mình qua những trải nghiệm ấy. Và đó là sai lầm của hầu hết mọi người. Họ tìm kiếm chính mình qua những hoàn cảnh đổi thay. Họ tìm kiếm bản thân qua những suy nghĩ của họ. Họ đồng hóa bản thân với suy nghĩ, đánh giá, quan điểm của họ về cái này hay cái kia. Và chúng đều thay đổi. Quan điểm của bạn có thể thay đổi. Bây giờ bạn có thể ủng hộ Đảng Dân Chủ, nhưng sau 50 năm bạn lại ủng hộ Đảng Cộng Hòa. Suy nghĩ thay đổi, nhưng cái tôi nằm bên dưới đó không bao giờ thay đổi. Vậy, liệu bạn có thể sống và kết nối với điều đó được không? Kết nối với điều ấy dù trong những tình huống khác nhau, những hoàn cảnh, nơi chốn khác nhau, để bạn không hoàn toàn bị lạc vào những thứ có hình tướng. Không có gì sai với những thứ ấy. Nhưng nếu bạn chưa tìm thấy chính mình, bạn không biết cái tôi đó là gì, thì bạn sẽ tìm kiếm cái tôi đó trong những thứ có hình tướng. Và những thứ có hình tướng bao gồm cả suy nghĩ của bạn, vì mỗi suy nghĩ cũng đều là hình tướng. Chúng đến, rồi đi. Mỗi cảm xúc, chúng là năng lượng bên trong bạn, cũng đến trong một khoảng thời gian nhất định rồi tan đi, và rồi lại một cảm xúc khác đến. Những thứ có hình tướng cứ đến rồi đi mọi lúc. Thứ duy nhất không đến mà cũng không đi là cái tôi, thứ nằm bên dưới tất cả những điều ấy. Và đó không phải là một điều thuộc về lý trí mà tôi cố gắng thuyết phục bạn, bởi vì chúng sẽ không giúp ích gì. Câu hỏi là, trong phút giây này, tôi có cảm nhận được sự hiện hữu của cái tôi ấy không? Cái tôi mà từ đó mọi thứ diễn ra. Liệu tôi có thể cảm nhận điều ấy ngay lúc này không? Bạn có thể đấy. Vì nếu không, bạn không thể ngồi lắng nghe được. Vì khi lắng nghe, bạn cảm nhận được sự tỉnh giác, chú tâm đến từ một nơi sâu hơn trong bạn, mà trong đó không có nội dung nào cả. Ở trong đó, trong cái tôi, con người thực sự của bạn, có người gọi nó là khoảng không gian. Ở đó tràn đầy sự sống. Tất cả sự sống đến từ đó. Nhưng bản chất của nó chỉ là một khoảng không gian rộng thoáng. Đức Phật gọi nó là trống không. Và mọi người hoàn toàn hiểu sai nghĩa của từ đó. Một ông giáo sư đại học nhìn vào từ trống không và nói, Đức Phật dạy rằng, hãy khước từ cuộc sống. Ngược lại mới đúng, bởi vì Chúa Giê-xu gọi cũng không khoảng không đó là sự tràn đầy của cuộc sống. Bởi vì trong đó cuộc sống vừa tràn đầy, nhưng cũng vừa rất tinh tế. Nhưng khi bạn trở nên quen thuộc hơn với chiều kích đó, bạn sẽ luôn cảm thấy nó ở đó, bất kể bạn làm gì, ngay cả khi bạn gặp và nói chuyện với một cô gái xinh đẹp. Bạn sẽ không hoàn toàn bị lạc với những trải nghiệm của mình. Bạn luôn cảm thấy có một cảm giác sống động và bình an ở phía sau. Và nó ảnh hưởng đến cách mà bạn sống cuộc đời mình. Hãy cảm nhận cái tôi đó, cái tôi phi thời gian. Ở trên bề mặt, bạn có một cái tôi bị trói buộc với thời gian, cái đã già đi, cái đồng hóa với suy nghĩ, cảm xúc, những thứ xảy ra với nó. Nhưng ở bên dưới nó là một cái tôi phi thời gian. Từ tôi có lẽ là từ thường xuyên được sử dụng nhiều nhất. Nếu bạn hỏi người khác rằng, từ nào mà bạn thường xuyên nghe nhất trong các cuộc nói chuyện, có lẽ đó sẽ là từ tôi.
Nhưng điều mà mọi người ám chỉ đến không phải là cái tôi phi thời gian, bởi vì họ chưa biết về nó, họ ám chỉ đến cái tôi bề mặt, cái tôi đồng hóa nó với những cảm xúc và suy nghĩ. Tôi đang tức giận, tôi là người Mỹ, tôi là cái này, cái kia. Đồng hóa nó với một thứ gì đó. Cái tôi đó là sự ảo tưởng to lớn nhất, bởi vì chúng không có thực, luôn biến đổi. Vậy, tôi chẳng là gì cả. Đúng không? Đúng, nhưng tôi sẽ nói khác đi một chút. Tôi sẽ nói là, bạn không là thứ gì cả. Có một sự khác biệt giữa không là thứ gì cả và chẳng là gì cả. Chẳng là gì cả, chỉ đơn thuần là chối bỏ. Nhưng không là thứ gì cả, có nghĩa là có một sự hiện hữu ở đó, nhưng nó không có hình tướng. Không có gì để bạn nắm bắt được, nó không có hình dạng, hình tướng, nó không có tên. Những nhà hiền triết Trung Quốc ngày xưa chỉ tạm gọi nó là đạo, nghĩa là không thể gọi tên. Có một cuốn sách ở Trung Quốc 3.000 năm trước rất thông thái, đó là Đạo Đức Kinh. Tôi giới thiệu nó cho tất cả mọi người. Và câu đầu tiên trong cuốn sách đó là: đạo mà có thể được gọi tên hay nói tới thì không phải là đạo thực sự. Thế nên có một sự hiện hữu mà bạn có thể cảm nhận được, một sự hiện hữu không có hình tướng. Trong các ngôn ngữ cổ của người Cơ Đốc hay người Do Thái, có từ linh hồn, nhưng tôi không dùng từ đó vì nó đã bị hiểu sai trong hàng trăm năm. Nếu tôi dùng từ linh hồn, người ta sẽ ngay lập tức nghĩ đến một hình ảnh về nó như linh hồn của một vị thánh nào đấy hàng trăm năm. Từ linh hồn bị hiểu sai, nên chúng ta hãy quên từ này đi. Nhưng trong nghĩa gốc của từ linh hồn, sự hiện hữu không hình tướng là điều mà nó chỉ đến. Bản chất thật sự của bạn là không có hình tướng, vô tướng. Chúng ta có thể dùng từ ý thức để chỉ bản chất thực sự của bạn, và bạn có thể cảm nhận được nó, nhưng bạn không bao giờ có thể nắm bắt nó bằng lý trí. Bạn không thể thực sự biết nó bằng lý trí. Bạn chỉ có thể biết một điều gì đó không phải là bạn. Một đối tượng nào đó của ý thức, chẳng hạn như tôi nhìn cái cây này, và tôi biết nó bằng cách nhìn, suy nghĩ và đặt tên cho nó. Tôi nói rằng, tôi biết cái cây này là một đối tượng xuất hiện trong ý thức. Và khi tôi nhìn bạn, tôi nhìn thấy hình dáng của bạn. Nhưng không ai biết được rằng cái bạn nhìn thấy ở bên ngoài có thực sự có đó hay không, bởi vì hình ảnh mà bạn có trong tâm trí về những thứ xung quanh là do đôi mắt, như là một thấu kính máy ảnh gửi hình ảnh vào bộ não và biến thành những xung lực thần kinh và chất hóa học. Và bộ não giải mã nó thành một hình ảnh tương tự và khiến tôi có thể nhìn thấy bạn. Nhưng không ai biết được cái thực sự có ngoài kia là gì. Nhưng ở đây, khi nhìn vào bạn, bạn là một đối tượng xuất hiện trong ý thức. Bạn là một đối tượng xuất hiện trong ý thức. Trong khoảng không gian của cái tôi hiện hữu, và rồi khi tôi nhìn ra chỗ khác, bạn, một đối tượng khác lại xuất hiện trong khoảng không gian ấy. Hay khi tôi nghe thấy một điều gì đó, nó xuất hiện trong khoảng không gian của cái tôi hiện hữu. Một suy nghĩ đến, nó cũng xuất hiện trong khoảng không gian hiện hữu ấy. Nhưng bạn không thể biết được sự hiện hữu ấy như cách mà bạn biết một cái cây, một con người, một âm thanh hay một suy nghĩ. Bạn không thể biến nó thành một đối tượng. Bạn không thể biến chính mình thành một đối tượng của kiến thức. Bạn chỉ có thể trở thành sự hiện hữu ấy, nhưng bạn không thể biết được nó. Đây là sai lầm mà con người mắc phải hàng ngàn năm trời. Họ biến bản thân thành một đối tượng.
Và rồi họ nói về tôi và câu chuyện của tôi. Tôi chắc chắn bạn cũng có một câu chuyện của tôi như thế. Khi bạn biến bản thân trở thành một đối tượng, bạn phải sống với đối tượng ấy. Có những người yêu bản thân họ một ngày và lại ghét chính bản thân họ vào ngày hôm sau. Và ngày kế tiếp thì họ lại không chắc chắn lắm. Và những điều khác nữa, có thể là cảm thấy tội lỗi. Con người có mối quan hệ với hình ảnh họ có trong tâm trí về bản thân họ. Về tôi, họ tự nói chuyện với chính mình trong tâm trí. Điều này không hay đâu, mày không nên làm cái việc đó. Ai đang nói chuyện với mình vậy? Có một giọng nói trong đầu bạn tự nói chuyện với nó, tâm trí tự chia nó ra làm hai và chúng tự nói chuyện với nhau. Và việc tự nói chuyện không ngớt ấy hình thành nên câu chuyện của tôi. Và bạn tự đồng hóa mình với nó. Và câu hỏi mà bạn chuẩn bị hỏi có thể liên quan đến rất nhiều đến câu chuyện của tôi ấy để tìm hiểu hơn về nó, về cuộc sống của tôi. Bởi vì sau cùng thì đó là điều mà mọi người quan tâm nhiều nhất. Bạn ở đây là vì bạn là nhân vật chính trong câu chuyện về chính bạn. Và nhân vật chính trong câu chuyện ấy có nhiều câu hỏi khiến nó bối rối và không hiểu và muốn đặt câu hỏi. Vì câu chuyện thì có khi tốt đẹp, có khi không. Nên nhân vật của câu chuyện đã đến đây và muốn biết làm thế nào để câu chuyện của nó trở nên tốt đẹp hơn. Có đúng thế không? Vâng, đúng thế. Bất kể câu trả lời nào mà người khác đưa để giúp câu chuyện của bạn trở nên tốt đẹp hơn, vì có những thứ có thể làm cho câu chuyện tốt đẹp hơn. Nhưng tất cả những điều ấy không thật sự giúp ích trừ khi bạn chạm đến điều sâu hơn nằm đằng sau câu chuyện ấy. Và khi bạn có thể kết nối với điều ấy trong cuộc sống của bạn, câu chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều bởi vì có một chiều kích sâu hơn nằm ở đó. Nhưng nếu chỉ có mỗi câu chuyện không thôi thì không có gì có thể làm thỏa mãn nhân vật chính cho câu chuyện ấy, chính là bạn. Nếu nhân vật chính cho câu chuyện ấy chính là bạn chưa bao giờ biết cái tôi sâu sắc hơn ấy, sự hiện hữu phi thời gian, cái ý thức con người thực sự của bạn, một khoảng không gian rộng thoáng, bạn có cảm nhận thấy sức sống bên trong cơ thể mình không? Có. Khi bạn cảm nhận được sức sống bên trong cơ thể mình, tôi gọi đó là cơ thể bên trong. Cái tâm trí náo động của bạn đã lắng xuống. Cái tâm trí náo động ấy có đặc điểm cứ lặp đi lặp lại. Bạn có thể nhận ra rằng có thể đến 99% những suy nghĩ của bạn đã có chúng trước đó rồi và chúng cứ lặp đi lặp lại. Nên những suy nghĩ mới là khá hiếm. Khi chỉ có cái tâm trí náo động ấy thì chỉ có những thứ cũ rích cứ lặp đi lặp lại. Nhưng cái khoảnh khắc mà bạn cảm nhận cơ thể của mình, để có thể cảm nhận sức sống ở đây, một phần chú tâm của bạn phải đi từ tâm trí vào bên trong cơ thể. Nên bạn hướng một phần chú ý tâm của mình khỏi suy nghĩ. Nó không nhất thiết có nghĩa là suy nghĩ hoàn toàn dừng hẳn, nhưng nó chậm lại, lắng xuống.
Có thể là xuất hiện một khoảng không nhỏ nằm giữa những suy nghĩ này và suy nghĩ kế tiếp. Thế nên suy nghĩ chậm lại, bởi vì một phần sự chú tâm của bạn đang ở vùng năng lượng ở bên trong. Cái sức sống bên trong mà hầu như mọi người không khi nào cảm nhận được, bởi họ bị đắm chìm vào suy nghĩ, họ không còn cảm nhận rằng mình đang sống nữa. Do đó, suy nghĩ lắng xuống và có những khoảng không nhỏ giữa những suy nghĩ. Và rồi, có nhiều khả năng hơn rằng những suy nghĩ đến sau đó là những suy nghĩ mới mẻ. Có thể là một sự thấu hiểu, một góc nhìn hay một nhận ra một điều gì đó. Chúng chỉ có thể đến khi bạn có thể làm dịu tâm trí xuống. Nhưng không phải kiểu tôi phải làm dịu cái tâm trí của mình, mà chỉ đơn giản là hướng sự chú tâm của bạn ra khỏi nó. Không phải là dùng nỗ lực để làm dịu tâm trí. Tất cả những gì bạn cần làm là đưa sự chú tâm ra khỏi tâm trí, khi đó sẽ có nhiều khoảng không gian hơn, chứ không chỉ suy nghĩ này nối tiếp suy nghĩ kia, mà những suy nghĩ của bạn cũng được cải thiện, chúng sống động hơn, mới mẻ hơn, mạnh mẽ hơn, bạn có những ý tưởng tốt hơn. Và cách mà chúng ta tương tác với người khác cũng thật hơn. Bởi vì cái thật không đến từ mớ hỗn độn bên trong đầu bạn, chúng chỉ toàn những vai diễn mà bạn đã đóng. Không chỉ bạn đâu, mà tất cả mọi người, ai cũng đang đóng những vai diễn của mình. Chúng ta bị điều kiện hóa. Bạn sẽ có một cái hình ảnh về chính mình khi bạn gặp một cô gái xinh đẹp. Bạn đóng vai một vai diễn nào đó, bạn muốn trình diễn một hình ảnh tốt nhất có thể, và cô ấy cũng vậy. Bạn có thể nhìn thấy điều này khi hai người trẻ tuổi đang quyến rũ lẫn nhau ở những ngày đầu tiên và những tuần đầu tiên. Họ trông khác đi so với con người ngày thường của họ, bởi vì họ đang trình diễn một hình ảnh. Họ muốn thu hút người kia, và nó là vô thức, một vai diễn mà họ đóng. Nhưng sau kỳ trăng mật, khi cuộc sống thường nhật bắt đầu, những hình ảnh ấy, bạn tin rằng những hình ảnh mà bạn nhìn thấy ở cô ấy chính là con người thực sự của cô ấy, và cô ấy cũng tin như vậy. Không ai biết là cả hai đều chỉ là những vai diễn, nhưng bạn không thể giữ mãi những vai diễn của mình, nên sau khi trăng mật kết thúc, dần dần những vai diễn đó bị gỡ bỏ. Nên sự bất mãn bắt đầu xuất hiện, và rồi lớp mặt nạ bị chóc ra, vì bạn không thể cứ diễn vai diễn của mình hoài. Vai diễn rằng tôi là một người quyến rũ. Nên hãy thoát ra khỏi những vai diễn của mình. Nếu không, bạn sẽ mắc kẹt vào chúng cả đời. Bạn có một vai diễn trước người tình của mình. Bạn có một vai diễn khác trong công việc, ở những nơi khác nhau, cách bạn hành xử lại khác nhau. Khi nói chuyện với Chủ tịch Hội đồng Quản trị, và khi nói chuyện với Dalai Lama, một vị tu sĩ, bạn hành xử khác nhau, đóng những vai diễn khác nhau. Nhưng khi bạn quan sát cách mà Dalai Lama hành xử, có thể bạn sẽ nghĩ rằng Dalai Lama cũng có thể đóng vai diễn Dalai Lama, nhưng có một sự giản dị, cởi mở và chân thành ở ông ấy. Ông ấy nói chuyện như nhau với tất cả mọi người, bất kể ông ấy gặp một vị tu sĩ hay giáo hoàng, cũng chẳng có gì khác biệt, bởi vì ông ấy không diễn những vai diễn bị điều kiện hóa nữa. Và điều đó chỉ có thể diễn ra khi bạn tiếp cận với một chiều kích bên trong bạn sâu hơn suy nghĩ. Và chúng ta đã đang làm điều đấy, chỉ đơn giản bằng cách đưa sự chú tâm ra khỏi suy nghĩ và hướng vào sức sống bên trong cơ thể. Và rồi bỗng dưng xuất hiện những khoảng không ở giữa những suy nghĩ, khi đó bạn có thể tương tác với người khác một cách chân thật hơn. Bạn không cần phải chuẩn bị gì, những thứ mà bạn phải nói tiếp theo. Bạn không nói để thao túng người kia. Bạn không cần nói để tạo hiệu ứng gì, ảnh hưởng gì đến người đó. Sự tự nhiên đến từ đó. Sự tự nhiên không đến từ những mớ hỗn độn trong đầu bạn.
Sự tự nhiên chỉ đến khi bạn có thể tiếp cận với chiều kích sâu hơn suy nghĩ. Chúng ta có thể gọi đó là cái tôi sâu sắc hơn. Hay ta có thể gọi nó là sự tĩnh lặng đầy tỉnh giác. Thứ đã luôn có ở đó, một khoảng không gian đầy tỉnh giác. Khi bạn tiếp cận được nó, tâm trí sẽ lắng xuống và rồi bạn sẽ sống rất khác. Hiện tại, có thể bạn chỉ mới nhìn thấy thoáng qua nó thôi, nhưng như thế là đủ tốt rồi. Cái nhìn thoáng qua ấy sẽ dần trở thành những khoảng không gian rộng lớn hơn. Nên hãy nhớ thực hiện điều ấy trong đời sống hàng ngày của bạn càng nhiều càng tốt. Bất kể bạn ở đâu, làm gì, nói chuyện với ai, hay ngay cả khi một mình. Hãy thỉnh thoảng đi vào bên trong và cảm nhận sức sống bên trong cơ thể. Sức sống bên trong đôi bàn tay bạn không phải tưởng tượng mà thực sự cảm nhận được. Rằng thực sự có sự sống ở đây. Và khi bạn đã cảm nhận được đôi tay, bạn có thể cảm nhận cánh tay, đôi chân, bàn chân. Bạn đang sống cùng với cơ thể. Và cơ thể bạn thích điều đó. Nó thích sự chú tâm của bạn. Hầu hết mọi người không trao sự chú tâm cho cơ thể của họ, ngay cả khi họ rất biết chăm sóc cơ thể mình. Chẳng hạn như đi đến phòng gym mỗi ngày, hay sử dụng các loại kem, thuốc, vân vân. Nhưng sự chăm sóc ấy chỉ là bề mặt. Vì họ không thực sự hiện hữu ở bên trong, họ không thể cảm nhận sự sống bên trong cơ thể. Điều họ quan tâm chỉ là cơ thể ở bên ngoài. Ở đây chúng ta quan tâm đến thứ ở bên trong và cơ thể bên trong không liên quan gì đến việc cơ thể bên ngoài trông như thế nào. Bất kể bạn 80 hay 20 tuổi, cơ thể trẻ hay già, thì cảm giác của cơ thể bên trong luôn luôn không đổi, luôn sống động. Và cơ thể thích sự chú tâm của bạn. Giống như việc nếu bạn không trao đủ sự chú tâm cho một đứa trẻ, sau một lúc, đứa trẻ sẽ khóc để thu hút sự chú tâm của bạn. Bởi vì sự chú tâm là một nguồn năng lượng to lớn. Hầu hết sự chú tâm của mọi người, sự chú tâm chính là ý thức. Hầu hết sự chú tâm đều bị đắm chìm vào trong suy nghĩ. Bạn có thể nhìn thấy điều đó khi nói chuyện với họ. Họ không có ở đó. Họ nhìn bạn nhưng họ đang suy nghĩ đến điều tiếp theo sẽ nói. Chẳng hạn, như bạn ngồi đây, bạn có thể đang nghĩ, mình nên hỏi gì tiếp theo nhỉ? Và điều đó là bình thường, bạn bị lạc, và đó là bình thường. Khi bạn nghĩ đến điều gì đó để nói tiếp, có nghĩa là bạn đang không hiện hữu. Điều đó là bình thường, bạn không cần phải dằn vặt mình, vì đó là bình thường. Nhưng có một cách khác để sống, và đó là hãy hiện hữu, trao sự chú tâm không chỉ cho suy nghĩ, mà còn cho cơ thể bạn. Nếu bạn không trao đủ sự chú tâm cho một đứa trẻ, nó sẽ khóc. Đứa trẻ cần sự chú tâm của bạn, dĩ nhiên không phải là thái quá, mà là vừa đủ. Điều đó rất quan trọng vì sự chú tâm là năng lượng. Và cơ thể cũng thích sự chú tâm của bạn giống như đứa trẻ. Và nếu nó không nhận được sự chú tâm, nó cũng sẽ khóc, nó sẽ bị bệnh. Bạn đang bỏ rơi nó. Bạn đang không sống với nó. Bạn chỉ đang sống ở tầng trên cùng. Bạn có một căn nhà rất lớn, nhưng chỉ sống ở tầng trên cùng. Bạn không bao giờ đi xuống những tầng dưới và không biết điều gì đang xảy ra ở đó. Nên đó là điều quan trọng. Và đó cũng là cách mà bạn tiếp cận khoảng không gian bên trong mình. Chính là cái tôi, không có hình tướng. Chính là ý thức, đó cũng chính là trí tuệ. Chúng ta thường nghĩ trí tuệ là khả năng của trí óc trong việc tích lũy kiến thức và giải quyết vấn đề. Let's probably what
Nhưng đó là cách nhìn rất nông cạn về trí tuệ. Điều mà người ta đạt được trong bài thi IQ chỉ là dạng trí tuệ rất nông cạn. Tôi còn không giải được những câu hỏi dễ nhất trong bài thi IQ. Tôi chưa bao giờ làm một bài thi hoàn chỉnh, nhưng tôi chắc là điểm IQ của mình rất thấp. Mấy câu về xếp hình tôi chẳng thể giải được. Nhưng trí tuệ thực sự to lớn hơn rất nhiều so với việc thu thập kiến thức hay phân tích chúng. Hay cắt chúng ra thành những miếng nhỏ hơn, đó là điều mà người ta làm ở trường đại học, trong những loại nghiên cứu, rồi cắt những miếng nhỏ hơn nữa, những môn học lấy bằng tiến sĩ càng trở nên chuyên môn hơn. Người ta sẽ nói, tôi sẽ lấy mẫu này và cắt chúng ra làm 100 lần và nghiên cứu nó để lấy bằng tiến sĩ. Và sau đó lại có người khác đến và cất chúng ra còn nhiều hơn nữa. Và đó được xem là trí tuệ. Nhưng trí tuệ thực sự nằm bên trong chiều kích của sự tĩnh lặng, đầy tỉnh giác. Nơi đó là gốc rễ của trí tuệ thực sự. Những người sáng tạo, và không nhiều người trong thế giới này thực sự sáng tạo, họ chạm được vào một phần nào đó với chiều kích ấy, với sự tĩnh lặng ấy. Einstein có điều ấy. Ông ấy rất chậm. Ông không được xem là được thông minh ở trường học. Giáo viên nói với ông không thích hợp với toán hay vật lý. Bởi vì suy nghĩ của ông rất chậm, nhưng điều đó có nghĩa là có rất nhiều khoảng không gian ở giữa những suy nghĩ của ông ấy. Ông không như những đứa trẻ được gọi là thông minh khác. Những đứa trẻ mà khi giáo viên hỏi một câu, chúng lập tức giơ tay. Con biết, điều đó rất nông cạn. Có những đứa trẻ không được xem là thông minh bởi xã hội, nhưng lại thông minh sâu sắc, nhưng không theo cách mà chúng ta nghĩ về thông minh. Và chúng thường có xu hướng chậm hơn. Chúng không ngay lập tức có câu trả lời, bởi vì để có câu trả lời sâu sắc, bạn phải đi vào bên trong. Nếu bạn để cho những đứa trẻ đó đi sâu hơn, thì bạn sẽ thấy sự sâu sắc trong suy nghĩ của chúng như thế nào. Khi bạn đi vào bên trong cơ thể bạn, bỗng dưng bạn nhận thấy những suy nghĩ mới mẻ đã đến, chứ không phải những suy nghĩ cũ. Chỉ cần một khoảng không gian nhỏ thôi để một thứ mới mẻ xuất hiện. Không phải bạn làm vậy để có những suy nghĩ mới, mà là vì bạn cảm thấy dễ chịu khi cảm nhận sức sống bên trong mình. Và khi bạn càng trở nên quen thuộc với việc sống bên trong cơ thể mình, thì bạn càng cảm nhận được sự sống động. Bạn nhận thấy hầu như mọi tế bào trong cơ thể mình đang rung động nhẹ nhàng. Đó là một cảm giác rất đẹp, một sức sống ở đó. Và đó là một sự chữa lành to lớn đối với cơ thể. Tôi thực sự muốn biết về cảm giác tội lỗi. Tôi cảm thấy tội lỗi mọi lúc về những việc tôi làm hay không làm. Và những việc tôi biết mình mắc lỗi với người khác, nó cắm rễ bạn trong phút giây hiện tại. Nhưng liệu tôi có nên cảm thấy tồi tệ về những thứ đó hay không? Con người hành động từ việc họ bị điều kiện hóa. Tất cả mọi người đều bị điều kiện hóa bởi giáo dục, môi trường, văn hóa xung quanh, bởi rất nhiều yếu tố. Bị điều kiện hóa trong suy nghĩ, cảm nhận, hành xử theo một cách nào đó. Thế nên con người làm đủ thứ việc với người khác,
và ngay cả với chính mình, mà họ không biết họ đang làm gì. Họ chỉ đơn giản hành xử từ tâm trí bị điều khiển, bị điều kiện hóa của họ. Chúa Giêsu biết điều đó và Ngài đã nói trên cây thập giá rằng: lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ đang làm. Thế nên con người tạo ra rất nhiều khổ đau cho chính họ và người khác, nhưng họ không biết đó là điều mình đang làm. Họ chỉ hành động từ việc bị điều kiện hóa. Khi bạn bỗng dưng nhìn thấy một điều gì đó mà bạn làm trong quá khứ đã tạo ra đau khổ cho bản thân hay người khác, hay cả hai, khi bạn nhìn thấy nó, thì cái nhìn thấy không đến từ tâm trí bị điều kiện hóa. Khi bạn trở nên nhận thức về một hành vi hay suy nghĩ nào đó của mình, thì bạn chính là sự nhận thức, sự hiện hữu sâu sắc hơn. Và từ đó, bạn nhìn thấy điều mình đã tạo ra đau khổ cho bản thân hay người khác, và bạn thậm chí không biết điều ấy vào lúc ấy. Vậy thì cái điều đã hành xử tại thời điểm ấy, nếu bạn nói đó là tôi và do đó tôi là người xấu, là bạn đang đồng hóa con người thực sự của mình với cái tâm trí bị điều kiện hóa. Nếu bạn nói tôi đã làm điều đó nên tôi là người xấu và liên tục nghĩ về điều đó, bạn đang đồng hóa con người thực sự của mình với cái mà chúng ta có thể gọi là vô thức. Vô thức có nghĩa là hoàn toàn đồng hóa mình với cái tâm trí bị điều kiện hóa, nên hành động bị điều kiện hóa. Có rất nhiều người trên hành tinh này đang sống theo cách đó, bởi chiều kích của sự nhận thức ở họ chưa xuất hiện, nên họ không biết mình đang làm gì, họ liên tục tạo ra khổ đau cho bản thân và người khác. Họ hành động trong vô thức mà không biết điều họ đang làm. Họ không thể nào làm khác đi được. Khoảnh khắc bạn nhận ra rằng đây là điều mình đã làm, con người thực sự của bạn là sự nhận thức nhìn thấy nó. Con người thực sự của bạn không phải là điều bạn đã làm. Điều bạn đã làm chỉ là do tâm trí bị điều kiện hóa của bạn đang biểu hiện ra. Thế nên, bạn đang tự trói mình trong sự đồng hóa, ảo tưởng nếu bạn cảm thấy tôi đã làm điều đó. Không phải thế, cái tôi ở đây là ai? Bạn có phải là tâm trí bị điều kiện hóa của mình không? Hay bạn là nhận thức, khoảng không gian, cái tôi sâu sắc hơn? Nhìn thấy tâm trí làm gì? Tạo ra gì trong quá khứ? Nó còn nhìn thấy được tâm trí đang tạo ra điều gì trong khoảnh khắc này. Nó nhận ra thấy những suy nghĩ đang đi qua đi lại trong đầu bạn, cách bạn nói chuyện với người khác như thế nào. Có thể bạn đang hành xử từ vai diễn của mình, và bỗng dưng có sự nhận thức, bạn biết rằng mình đang hành xử từ vai diễn, thì sẽ có khả năng rằng thay vì là vai diễn, bạn trở thành sự nhận thức và rồi hành xử theo cách chân thật thật sự. Đó là hành động đến từ trí tuệ. Hành động vô thức là hành động thiếu trí tuệ, bởi vì nó đến từ tâm trí bị điều kiện hóa của bạn. Đó không phải là con người thực sự của bạn. Tâm trí bạn có xu hướng cho rằng tôi đã làm điều đó. Và điều đó gây ra cảm giác tội lỗi, và điều đó khiến bạn mắc kẹt vào một cái tôi rất nông cạn, bởi vì bạn đã đồng hóa con người thực sự của mình với cách hành xử bị điều kiện hóa. Đó không phải là bạn, đó là sự vô thức ở bạn, ở loài người, không hơn. Và bây giờ bạn nhìn thấy nó, và trong khoảnh khắc này, bạn không hành xử như vậy bởi vì bạn đang có sự nhận thức. Có thể là sự nhận thức này sẽ ở lại và hành vi đó không bao giờ xảy ra, hoặc cũng có thể là sự nhận thức ấy bị mất đi một lần nữa và hành vi lại xuất hiện một lần nữa và bạn không biết. Cho đến tận sau đó khi bạn nhận thức trở lại và bạn nhận ra, mình lại làm vậy. Điều này diễn ra khá thường xuyên.
rất tốt. Sau đó bạn nhận thức trở lại. Đừng để tâm trí của bạn đồng hóa con người bạn với hành vi của bạn, cho rằng đó là tôi. Hiểu rằng đó không phải là bạn, đó là điều chính yếu. Bạn là ai? Bạn chính là nhận thức. Tất cả những thứ còn lại chỉ là hình tướng, gồm suy nghĩ, cảm xúc, hành vi. Mục đích của bạn trong cuộc sống là dần dần trở thành sự nhận thức chứ không phải những thứ bị điều kiện hóa. Nhưng cho đến khi nào hành vi bị điều kiện hóa còn ở đó, thì cứ để cho nó ở đó. Khoảnh khắc có sự chuyển hóa chính là khi sự nhận thức có mặt, khi hành vi bị điều kiện hóa đang diễn ra. Đó chính là khởi đầu của sự kết thúc của hành vi bị điều kiện hóa. Nên nếu bạn lặp đi lặp lại một hành vi nào đó, chẳng hạn một hành vi nào đó với phụ nữ, và nó cứ lặp đi lặp lại, và sự nhận thức đến sau đó. Và một ngày nọ, sự nhận thức đến trong khi bạn đang làm điều đó. Trong khi bạn đang làm điều đó, bỗng dưng bạn nhìn thấy, nhận ra mình đang làm gì. Thì đó chính là khởi đầu của sự kết thúc hành vi đó. Nó có thể sẽ lại xuất hiện vài lần nữa, nhưng với mức độ yếu dần hơn và rồi sụp đổ. Nói cách khác, bạn đang biến điều vô thức trở thành ý thức. Và việc đó sẽ làm thay đổi nó. Vì vậy, cho nên bạn không cần thúc ép bản thân thay đổi. Tôi phải biến mình trở thành một con người tốt hơn, nhưng đó thường không hiệu quả. Việc đó chỉ tạo ra mâu thuẫn bởi vì một bên là hình ảnh về con người tốt và một bên là muốn trở thành, hay bạn muốn nghĩ về mình, hay mong muốn người khác nghĩ về bạn là người tốt. Và rồi bạn có một hành vi vô thức hoàn toàn trái ngược với hình ảnh ấy. Và rồi suốt cuộc đời mình, bạn sống trong sự mâu thuẫn về một người tốt và một người xấu trong tâm trí bạn. Đó chỉ là hai suy nghĩ bên trong tâm trí bạn. Điều đó không hiệu quả. Điều hiệu quả là trở thành sự nhận thức, trở nên tỉnh giác, trở nên hiện hữu để nhìn thấy nó. Bạn có đang hiện hữu trong giây phút này để nhận thấy điều gì đang xảy ra trong giây phút này, không chỉ ở bên ngoài mà ở bên trong nữa? Và hãy cho phép chúng, đừng chối bỏ bất cứ điều gì. Nếu bạn nhận ra một suy nghĩ hoặc một cảm xúc xuất hiện và đó không phải là một suy nghĩ tốt, có thể tâm trí bạn sẽ nói, ồ, đây không phải là một suy nghĩ tốt, mình không nên suy nghĩ như vậy. Nhưng suy nghĩ được cho là tốt hay xấu thì cũng chỉ là suy nghĩ thôi. Có thể là suy nghĩ xấu sẽ khiến bạn làm một điều gì đó không hay. Nhưng suy nghĩ tốt cũng không thể ngăn chặn nó được. Thứ duy nhất có thể ngăn chặn điều đó là trở nên có ý thức để cho suy nghĩ không kiểm soát được bạn. Cái tâm trí bị điều kiện hóa không thể kiểm soát bạn. Hãy chỉ hiện hữu ở đó như một người quan sát những suy nghĩ của bạn. Đừng chối bỏ bất cứ điều gì. Tôi biết rằng bạn đang lo lắng về tâm trí mình và những suy nghĩ có ở trong đó. Và bạn muốn là một người tốt với những suy nghĩ tốt mọi lúc, nhưng điều đó sẽ không xảy ra. Và tôi có thể đảm bảo với bạn rằng nó không xảy ra với bất kỳ một ai. Không có ai chỉ có toàn những suy nghĩ tốt, bởi vì tâm trí con người là thế. Nó có sự phân cực giữa tốt và xấu, cao và thấp. Nên đừng cố gắng tạo dựng một cái tôi hoàn hảo ở mức độ tâm trí. Nó không tồn tại. Hãy cho phép sự không hoàn hảo ở bạn. Hãy cho phép những suy nghĩ được như thế. Nếu chúng đến và bạn chiến đấu với nó, bạn chỉ khiến nó mạnh hơn. Những người có vấn đề tồi tệ nhất với suy nghĩ là những người tâm linh. Họ xem bản thân hoặc được người khác xem là tâm linh, chẳng hạn như những linh mục, thầy tu. Họ phải sống với vai diễn là một người tâm linh. Và họ thậm chí không thể thừa nhận với chính mình rằng họ có những suy nghĩ xấu. Họ đè nén chúng và rồi họ có thể có những cảm xúc tiêu cực như bực bội,
giận dữ, và họ nói không, mình không có những cảm xúc tiêu cực, mình là một linh mục tốt. Và họ không thể thừa nhận với chính mình, và càng khiến nó tệ hơn, và rồi bỗng dưng họ có một hành vi rất tệ và họ không biết nó đến từ đâu. Vậy nên, tất cả những gì bạn cần làm với suy nghĩ là trở nên nhận thức. Hãy cho phép những suy nghĩ đến và rồi sẽ có ý sức mạnh hơn. Đừng tìm kiếm bản thân mình trong bất cứ suy nghĩ nào đến trong đầu bạn. Chúng không phải là bạn, chúng chỉ là những suy nghĩ thôi. Nếu bạn có những suy nghĩ xấu trong 2 tiếng liền, điều đó không có nghĩa là bạn là người xấu. Nó chỉ có nghĩa là suy nghĩ được cho là xấu đang đi qua trong đầu bạn mà thôi. Và bạn chỉ cần quan sát chúng. Và khi bạn cho phép chúng, thì có một khoảng không gian sâu hơn. Cái tôi đích thực của bạn mở ra. Những suy nghĩ giống như những đám mây đang trôi. Bạn không cần phải đi theo mọi suy nghĩ của mình. Bạn có thể có những suy nghĩ lặp đi lặp lại trong cả giờ hoặc cả ngày. Nhưng bạn không cần phải đi theo mọi suy nghĩ. Bạn chỉ cần quan sát khi chúng đến. Và rồi những suy nghĩ dần tan đi và chỉ còn lại sự nhận thức. Những suy nghĩ dần mất đi sức mạnh, chúng không là gì cả. Bạn tìm thấy một mối quan hệ không gian rộng thoáng với những suy nghĩ của mình. Bạn không phải là những xuất hiện bên trong khoảng không gian ấy, bên trong ý thức con người thực sự của bạn. Không gì trong số chúng là bạn. Chúng chỉ là những hình tướng đến rồi đi. Vậy nên suy nghĩ không phải là vấn đề. Hãy hiện hữu ở đó như là một chứng nhân với những thứ xảy ra bên trong bạn. Và rồi thay đổi sẽ tự nó xảy ra. Tâm trí luôn có tốt và xấu, lên và xuống. Nó có sự phân cực như vậy. Nhưng chúng không phải là bạn, và bạn cũng không cần phải hành động từ nó. Dần dần những hành động của bạn sẽ đến từ sự hiện hữu có ý thức. Hành động có thể đến từ tâm trí hạn chế, nhưng nó thường không phải là những hành động có chất lượng. Hành động chất lượng đến từ trạng thái hiện hữu có ý thức này. Đó là tất cả về cảm giác tội lỗi. Làm sao không biết được rằng một hành động đó đến từ nhận thức hay không? Sự nhận thức không gây ra khổ đau cho bạn và người khác. Hành động từ nhận thức có một chất lượng hoàn toàn khác, nó không mang tính vị kỷ. Hành động không đến từ việc bạn cần một điều gì đó ở người kia. Sự nhận thức không vị kỷ, và hành động xuất phát từ đó bạn không cần dùng người kia cho một mục đích nào đó. Nhưng hành động đến từ tâm trí thì bị điều kiện hóa. Từ tâm trí là của tôi. Bạn không chỉ biến phút giây hiện tại thành phương tiện cho mục đích của bạn. Bạn còn biến người khác thành phương tiện cho mục đích của mình. Bạn muốn đạt một điều gì đó thông qua họ. Chẳng hạn như khi bạn muốn ở bên cạnh một người phụ nữ xinh đẹp, bởi vì bạn muốn được nhìn thấy với cô ấy, hay bạn muốn chinh phục cô ấy để gia tăng hình ảnh về bản thân mình, hay bạn muốn quan hệ với cô ấy, bạn muốn một điều gì đó. Nhưng hành động đến từ sự nhận thức, bạn không làm bởi vì bạn muốn một điều gì đó ở ngoài kia, ở người kia. Bởi vì tình yêu thực sự chỉ có thể đến từ đó, bởi vì tình yêu thực sự không mong muốn gì cả. Chúng là những hành động hoàn toàn không vi kỷ. Và khi nhìn lại, bạn sẽ thấy rõ rằng bạn hành động có phải vì bạn muốn điều gì đó cho mình không, để nâng cao hình ảnh về mình không, hay là hành động hoàn toàn không vi kỷ. Và đó là hành động hiệu quả và mạnh mẽ nhất. Khi cái tôi hình ảnh về tôi hoàn toàn không có trong hành động,
Đó là một hành động hoàn toàn không có cái tôi. Hành động ấy không tạo ra vấn đề. Khi một vị thiền sư được hỏi, thưa thầy, thiền có ý nghĩa gì? Và vị thiền sư ấy trả lời, ồ, đơn giản lắm, không có cái tôi, không có vấn đề. Bạn sống và hành động mà không có cái tôi được xây dựng bởi tâm trí. Bạn sống từ sự hiện hữu có ý thức. Nhưng nhiều lúc, sự nhận thức đến sau một hành vi vô thức đã xảy ra. Đừng tự dằn vặt bản thân mình, vì đó chỉ là sự điều kiện hóa ở con người mà thôi. Nhưng bất kể khi nào bạn nhìn thấy sự vô thức vừa mới xảy ra, hay đã xảy ra vài ngày trước, hay bạn nhìn thấy trong khi nó đang diễn ra, rất tốt khi bạn nhìn thấy nó, bạn càng nhìn thấy nó nhiều hơn, bạn càng trở nên tỉnh thức hơn. Đừng cá nhân hóa nó. Nó không phải là bạn. Đó là điều chính yếu. Vậy, sống trong hiện tại có thể giúp tôi giàu có sức mạnh, tự do, hạnh phúc, thông minh hơn, yêu thương và được yêu thương hơn không? Có, tất cả mọi điều ấy. Hãy bắt đầu với giàu có, và sau đó chúng ta sẽ xem những thứ khác. Sống trong hiện tại có thể giúp tôi giàu có không? Có. Giàu có nghĩa là gì? Giàu có không phải là mọi người thường nghĩ. Có thật nhiều vật sở hữu, có thể đó là một khía cạnh. Nhưng giàu có nghĩa là cảm nhận được sự tràn đầy của cuộc sống. Và bạn chỉ có thể cảm nhận được sự tràn đầy của cuộc sống khi bạn hiện hữu với hiện tại, ở tại đây. Nó sẽ cắm rễ bạn trong phút giây hiện tại. Điều xuất hiện là một sự biết ơn cho cái đang hiện hữu. Bất kể đó là cái cây, không khí bạn đang hít thở, ánh sáng đang chiếu qua khung cửa sổ, âm thanh của chim muông, bất kể là gì, cũng có một sự tốt lành ở đó. Và ngay cả khi nó trông có vẻ tồi tệ, chẳng hạn như một con vật hay một người chết, khi bạn hoàn toàn sống với hiện tại, bạn cảm thấy một sự bình yên. Và với sự bình yên và biết ơn sâu sắc ấy, lần đầu tiên bạn thực sự cảm nhận được cuộc sống. Biết ơn với điều đang hiện hữu chính là ý nghĩa thực sự của giàu có. Nó có thể cắm rễ bạn trong phút giây hiện tại. Định nghĩa thực sự của giàu có là cảm nhận được sự đủ đầy. Cảm nhận rằng đã có sẵn ở đó sự tràn đầy của cuộc sống. Đó là cách mà Chúa Giê-xu người nói, ta muốn các con có sự tràn đầy của cuộc sống. Và mọi người không thực sự hiểu Ngài có ý gì. Có phải Chúa Giê-xu đang nói đến một những trung tâm thương mại với hàng ngàn thứ để lựa chọn không? Có phải Chúa Giê-xu đang nói đến sự phát triển của các trung tâm thương mại không? Có phải đó là sự tràn đầy của cuộc sống không? Rằng bạn có thật nhiều tiền và bất cứ thứ gì bạn muốn? Có những người làm vậy, nhưng họ không hạnh phúc. Vậy, khi Chúa nói đến sự tràn đầy của cuộc sống, người không nói đến sở hữu thật nhiều thứ. Người đang nói đến chỉ một điều, đó là cảm nhận sự sức sống của vạn vật xung quanh. Nó có thể cắm rễ bạn trong phút giây hiện tại. Cảm nhận sức sống bên trong mọi tế bào của cơ thể. Ồ, nó đang sống. Bạn càng làm điều đó, cảm giác ấy càng mạnh mẽ hơn. Một khi bạn đã kết nối được với điều đó, bạn cũng cảm thấy thế giới xung quanh đầy sức sống. Nó đã đầy sức sống trước đó rồi, nhưng bạn không nhìn thấy bởi trong đó bạn có quá nhiều suy nghĩ.
Thế giới trở nên chết bởi bạn, bởi mọi thứ ngay lập tức. Đây là cái cây, đây là con chó. Khoảnh khắc mà bạn dán nhãn nó, bạn không nhìn nó nữa. Mọi thứ trở nên chết khi giọng nói trong đầu bạn ngay lập tức đặt tên cho mọi thứ. Khi bạn trở nên hiện hữu nhiều hơn, có một sự chú tâm tỉnh giác, và khi đó bạn thực sự thấy được vạn vật xung quanh mình. Một khi bạn biết được rằng sự tràn đầy của cuộc sống đã có sẵn ở đây và cảm thấy biết ơn với điều đang hiện hữu, bất kể đó là điều gì, khi bạn sống theo cách đó, bạn cũng sẽ nhận ra và cảm nhận được sự tràn đầy của cuộc sống bên trong mình. Inner realization rather than outer. That's the foundation for wealth, is to feel the fullness of life within. And then you live. Và khi bạn kết nối được với điều ấy, sự tràn đầy của cuộc sống cũng sẽ biểu lộ bên ngoài trong cuộc sống của bạn theo nhiều cách. Chẳng hạn như những hoạt động có ý nghĩa, đó là một dạng của giàu có. Biết rằng điều bạn làm giúp ích được cho người khác và khiến bạn hạnh phúc, đó là một dạng của giàu có. Và giàu có cũng có thể đến dưới dạng những thứ vật chất. Nhà, xe, hoặc những thứ khác. Những thứ đó sẽ đến dễ dàng hơn rất nhiều. Khi bạn cảm nhận được sự đủ đầy bên trong, ngay cả khi rất lâu trước khi nó có thể thể hiện ra bên ngoài, nó sẽ cắm rễ bạn trong phút giây hiện tại. Tôi đã trải qua ít nhất 10 năm sống trong tình trạng mà mọi người xem là dưới cả mức nghèo. Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy nghèo. Tôi luôn cảm thấy giàu có dù cho tôi không có gì trong tay. Nó sẽ cắm rễ bạn trong phút giây hiện tại. Khiến tôi cảm thấy cuộc sống rất đủ đầy và giàu có. Và rất rất lâu sau đó, sự giàu có bên ngoài đến với cuộc sống của tôi. Nhưng điều đó không làm cho tôi cảm thấy tốt hơn. Bây giờ tôi có xe hơi. Trong những năm tháng ấy, tôi chủ yếu dùng xe đạp hay xe buýt. Nhưng tôi không cảm thấy tốt hơn. Vì giờ đây tôi có xe hơi, tôi cảm thấy tương tự vậy thôi. Thật tốt khi có xe hơi với máy lạnh vào mùa hè. Nhưng sự đủ đầy bên trong vẫn không đổi. Không gì có thể thay đổi nó. Nên điểm mấu chốt là nó sẽ cắm rễ bạn trong phút giây hiện tại. Và sự giàu có bên ngoài sẽ đến với bạn một cách dễ dàng hơn. Nó chỉ là sự biểu lộ ra bên ngoài của sự giàu có đã có sẵn mà bạn cảm nhận được ở bên trong. Nhưng nếu bạn cảm thấy nghèo khó và cảm thấy mình phải kiếm thật nhiều tiền, thì ngay cả khi bạn đạt được nó, bạn cũng sẽ không hạnh phúc với sự giàu có đó, bởi vì nó đến từ sự không hạnh phúc. Nhiều người xây dựng những doanh nghiệp lớn, nhưng nó đến từ sự bất mãn sâu sắc với điều đang hiện hữu. Nó đến từ việc họ muốn chứng tỏ với thế giới rằng mình là một người nào đó, hay để chứng minh với bản thân họ và thế giới rằng bạn giỏi đến thế nào. Nhưng điều đó không mang lại sự hạnh phúc thực sự. Có rất nhiều người giàu bất hạnh trong cái giàu có của họ. Và đó cũng chẳng phải là sự giàu có thực sự, và họ vẫn cảm thấy thiếu thốn. Có thể họ có 5 hay 10 ngôi nhà, xe hơi, doanh nghiệp, nhưng họ vẫn cảm thấy thiếu thốn, và rồi họ lại kiếm nhiều hơn và nhiều hơn.
nhưng nó chẳng giúp ích gì. Nó sẽ cắm rễ bạn trong phút giây hiện tại. Bạn sẽ cảm thấy được sự tràn đầy của cuộc sống ngay trong hiện tại, và cuối cùng nó sẽ biểu lộ ra bên ngoài trong cuộc sống của bạn theo những cách khác nhau. Nó không mang lại sức mạnh. Có, nhưng không phải sức mạnh của cái tôi. Nó sẽ khiến cuộc sống của bạn có sức mạnh hơn. Việc bạn làm sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Nó sẽ cắm rễ bạn trong phút giây hiện tại. Với hầu hết mọi người, họ hành động bởi vì họ muốn đến một điểm nào đó ở tương lai. Mắt của họ nằm ở kết quả cuối cùng. Có thể họ đang bận rộn xây dựng một doanh nghiệp, nhưng bởi vì họ muốn trở nên giàu có, nó sẽ cắm rễ bạn trong phút giây hiện tại. Họ xem thường giá trị của nó. Trong tâm trí họ, tương lai quan trọng hơn bởi vì đó là nơi họ sẽ trở nên giàu có. Nhưng rồi, mô thức vẫn như vậy bên trong họ, ngay cả khi họ đã có nhiều tiền. Nó sẽ cắm rễ bạn trong phút giây hiện tại. Vì vậy mà hành động của họ thiếu chất lượng và không mang lại hạnh phúc cho họ và người khác. They don't make themselves happy and they don't make others happy with what they do. So that's not hành động đó không thực sự mạnh mẽ và thiếu chất lượng. Nó sẽ cắm rễ bạn trong phút giây hiện tại. That's truly empowered action. Only when you no longer reduce this moment to a means to an end can you give your full attention to whatever it is that you are doing now. Những nghệ sĩ lớn hay vận động viên thể thao làm như thế. Khi họ trình diễn, nó sẽ cắm rễ bạn trong phút giây hiện tại. Hành động có chất lượng đến từ đó, và đó là hành động có sức mạnh. Vì vậy, sống trong hiện tại mang lại sức mạnh cho cuộc sống của bạn, sức mạnh thực sự chứ không phải là sức mạnh giả tạo của cái tôi. Và bất kể điều gì đến từ hành động đó sẽ là điều tốt lành theo cách này hay cách khác. Nó không phải là cái tôi gọi là hành động tạo nghiệp, một cụm từ bắt nguồn từ phương Đông. Hành động tạo nghiệp đến từ sự bất hạnh và tạo ra nhiều sự bất hạnh hơn cho bạn và người khác. Nó sẽ cắm rễ bạn trong phút giây hiện tại. Nó không tạo ra thêm đau khổ trên hành tinh này, bởi vì có rất nhiều người năng động, nhưng rất nhiều người hành động của họ đã tạo ra đau khổ trên hành tinh này. Vậy, đó là về sức mạnh. Điều tiếp theo là gì? Sống trong hiện tại có khiến tôi tự do không? Guilty, you know, all the time for little things I'm doing or that I'm not doing, and there are things that I know I did that were mistakes to other people. So I know that you're supposed to be free and liberated in the now, but shouldn't I feel bad about this stuff? I mean, and what's going to keep me if I'm free and liberated in the now from like doing bad things to people? Because I'm. That's a fear, I think. The only place when you can be. Nó sẽ cắm rễ bạn trong phút giây hiện tại. Bởi vì tự do là một thứ ở bên trong chứ không phải ở bên ngoài. Bạn có thể ở trong tù mà vẫn tự do. Có nhiều tù nhân đọc sức mạnh của hiện tại và viết cho tôi rằng giờ đây họ cảm thấy tự do. Đó có nghĩa là gì? Tự do thực sự thoát khỏi tất cả những thứ bị điều kiện hóa, những suy nghĩ và cảm xúc bị điều kiện hóa, không khiến chúng có thể kiểm soát bạn nữa. Tự do là bước lùi ra phía sau cái bị điều kiện hóa để bước vào cái tôi sâu hơn, sự nhận thức con người thực sự của bạn. Suy cho cùng thì đó là tự do thoát ra khỏi những suy nghĩ.
để không phải suy nghĩ nào cũng kiểm soát bạn được nữa. Đó là sự tự do khỏi cái bị điều kiện hóa, và nó còn là tự do thoát khỏi quá khứ của bạn nữa. Hành động và suy nghĩ của bạn không còn bị quyết định bởi quá khứ của bạn nữa. Nó cũng là tự do thoát khỏi tương lai, bởi vì hầu hết mọi người muốn hướng đến phút giây kế tiếp một cách dữ dội. Họ nghĩ rằng tương lai sẽ mang lại cho họ sự thỏa mãn, nhưng nó sẽ không. Nên đây là một điều mà bạn cần ý thức, bởi tôi biết rằng mô thức này cũng còn trong bạn. Mô thức tin rằng một điều gì đó ở tương lai sẽ mang lại cho bạn sự thỏa mãn lớn hơn cái mà bạn đang có ở hiện tại. Nhưng nó sẽ không nếu bạn không có điều đó ngay bây giờ, vì bạn cũng sẽ không có ở tương lai. Bạn phải tiếp cận với sức mạnh của hiện tại bất kể hoàn cảnh bên ngoài của bạn thế nào. Bạn có thể có điều đó ngay bây giờ. Bạn không thể chờ đợi ở tương lai, bởi vì một khi bạn ở trong chế độ chờ đợi, bạn sẽ không luôn luôn chờ đợi ở giây phút kế tiếp. Ngay cả khi bạn trở nên nổi tiếng, bạn cũng không cảm thấy thỏa mãn. Tôi đã gặp một vài diễn viên nổi tiếng đến nghe những lời dạy này. Tại sao họ lại đến? Chẳng phải họ muốn có mọi thứ. Họ đã có mọi thứ không? Họ cảm thấy họ không có thực sự quan trọng. Và bỗng dưng, họ khám phá ra một điều kích tâm linh của mình, bởi vì họ đã đạt được mọi thứ ở chiều kích thế gian. Nhưng lại không có những thứ thực sự quan trọng. Nó sẽ cắm rễ bạn trong phút giây hiện tại. Đó là nơi chứa đựng sức mạnh thực sự, và là nơi duy nhất mà bạn có thể thực sự được tự do. Điều tiếp theo bạn muốn là gì? Hạnh phúc ạ. Liệu hạnh phúc có thể đến từ tương lai không? Khi tôi đạt được thứ này hay thứ kia, tôi sẽ hạnh phúc. Mọi thứ, tình huống mà bạn có trong đời đều có mặt trái. Bạn kỳ vọng rằng hoàn cảnh sẽ khiến bạn hạnh phúc, và chúng có thể làm điều đó trong một lúc. Và rồi bạn nhận ra, điều này không giống như mình kỳ vọng lắm, và luôn có mặt trái ở đó. Rất thường xuyên, một thứ khiến cho bạn hạnh phúc, thì chính thứ đó cũng khiến bạn bất hạnh. Ví dụ, một người phụ nữ đến với cuộc sống của bạn khiến bạn hạnh phúc. Và một năm, hai năm, ba năm, cũng người phụ nữ ấy lại khiến bạn bất hạnh. Cùng một thứ đó, hay bạn nhận được một công việc tốt, nhưng rồi nó tạo ra quá nhiều căng thẳng và khiến bạn đổ bệnh. Nó khiến bạn hạnh phúc trước, rồi sau đó khiến bạn bất hạnh. Hay bạn trở nên nổi tiếng và sau đó bạn nhận ra mặt trái của nó. Bạn không thể đi ra ngoài đường một mình được nữa. Luôn có những ánh mắt dòm ngó bạn. Bạn bị giam cầm trong chính ngôi nhà của mình và không thể ra ngoài mà không có hai hay ba vệ sĩ theo sau. Bạn nghĩ rằng bạn sẽ có được tự do khi nổi tiếng, nhưng đó có phải tự do không? Tôi gặp một vài người nổi tiếng, họ không thể đi ra ngoài một mình. Bởi vì điều đó là quá nguy hiểm. Mọi người bàn tán về họ mọi lúc, bao vây xung quanh họ. Mọi thứ phải được sắp xếp từ trước. Họ không phải nhảy lên xe với cửa sổ đóng kín và vệ sĩ xung quanh. Liệu họ có hạnh phúc với sự nổi tiếng của mình không? Không. Họ phải trải nghiệm những thứ đó. Điều đó không có nghĩa là bạn không nên theo đuổi những mục tiêu nữa. Không có gì sai trái khi trở nên nổi tiếng cả, nhưng đừng mong chờ nó sẽ khiến bạn hạnh phúc. Hạnh phúc thực sự chỉ có thể được tìm thấy khi trở thành một với cuộc sống ở bên trong. Và điều đó ở đâu? Ở đây, ngay bây giờ. Nó sẽ cắm rễ bạn trong phút giây hiện tại. Và hạnh phúc thực sự đến từ đó. Và rồi bạn vẫn có thể theo đuổi mục tiêu trở nên nổi tiếng. Tại sao không? Hãy cứ trải nghiệm điều đó, càng nhiều càng tốt. Mà không hy vọng rằng một trải nghiệm nào đó, hay một khi bạn đã có đủ những trải nghiệm nào đó, bạn có thể cảm thấy thỏa mãn và được hoàn toàn là chính mình.
điều đó sẽ không xảy ra. Việc tích lũy những kinh nghiệm hay đạt được điều này, điều kia sẽ không bao giờ kết thúc. Nó sẽ cắm rễ bạn trong phút giây hiện tại. Và tất cả những thứ khác, bạn cần thời gian, đạt được thành công trong sự nghiệp, học chơi đàn piano, học một ngoại ngữ. Ngay cả việc bạn muốn gặp một người phụ nữ cũng cần có thời gian. Bạn phải đến những nơi mà phụ nữ thường đến, nó cần thời gian, mọi thứ đều cần thời gian. Và tâm trí bạn nghĩ rằng tìm thấy bản thân mình cũng cần thời gian. Nó nghĩ rằng khi nó có được những thứ mà nó nghĩ là nó, chẳng hạn như là sự công nhận của người khác, được sự nổi tiếng, sở hữu thật nhiều thứ, bỏ đầy những thứ đó vào túi của mình. Nó nghĩ rằng khi có hết những thứ đó, mình sẽ cảm thấy đủ đầy và điều đó sẽ đến một lúc nào đó ở tương lai, nhưng điều đó sẽ không xảy ra. Bởi vì bất kể bạn có bỏ bao nhiêu thứ vào túi, bạn vẫn cảm thấy nó chẳng bao giờ đầy được. Bên cạnh sự thật là có những thứ sẽ rớt ra khỏi cái túi. Bạn bỏ một thứ gì vào đó và thứ khác sẽ lại rơi ra. Bạn giàu có và rồi bạn không hạnh phúc trong hôn nhân. Hay hạnh phúc trong hôn nhân rồi công việc lại bất ổn. Không có gì là vững chắc trong thế giới bên ngoài cả. Nó liên tục biến đổi. Thế giới này không vững chắc. Con người có một ảo tưởng rằng mình đang sống trong một thế giới vững chắc và họ có thể đạt được một sự vững chắc nào đó trong cuộc sống của họ. Họ bị sốc khi bỗng dưng một thảm họa lớn xảy ra và rồi nhận ra rằng mọi thứ thiếu vững chắc như thế nào. Điều đó không có nghĩa là hãy chối bỏ cuộc sống, hãy cứ chơi đùa trong thế giới và tận hưởng nó, hãy cứ chơi đùa thật nhiều. Nhưng đừng mong chờ bất kỳ điều gì bên ngoài có thể mang lại hạnh phúc cho bạn. Hạnh phúc chỉ có thể được tìm thấy bên trong bạn. Nó đến từ việc kết nối với con người thực sự của bạn. Nó đến từ điều mà chúng ta đã bắt đầu ngày hôm nay. Kết nối và cảm nhận được cái tôi sâu sắc hơn ấy. Có một niềm vui to lớn trong việc chỉ đơn giản cảm nhận sự tồn tại của con người bạn. Cảm nhận cái tôi nằm sâu hơn cái này hay cái kia. Cảm nhận sự sống ở chính bạn. Hạnh phúc thực sự đến từ đó. Và sau đó bạn vẫn có thể chơi đùa, bạn tìm kiếm sở hữu những thứ hữu hình, rồi lại đánh mất nó. Bạn lại đạt được nhiều hơn, rồi lại đánh mất nhiều hơn. Và cuối cùng, bạn mất đi tất cả mọi thứ. Mọi người đều như vậy. Bạn đánh mất cả cơ thể mình. Dù sớm hay muộn thì cuối cùng, mọi hình tướng cũng sẽ tan biến. Nhưng chính việc tìm ra một điều gì đó sâu sắc hơn mọi hình tướng, đó là hạnh phúc đích thực. Về tình yêu, tình yêu thực sự chỉ có thể đến từ cái tôi thực sự. Tình yêu thực sự không thể đến từ cái tôi giả tạo. Cái tôi là một diễn viên. Tôi, một diễn viên xinh đẹp. Tôi, một người Mỹ. Tôi, một người nghèo. Hay tôi, một người giàu. Hay tôi, một người đối xử tốt với phụ nữ, tình yêu thực sự không đến từ đó, đó chỉ là cái tôi giả tạo. Cái mà mọi người nói đến khi dùng từ tôi. Nhưng tình yêu thực sự chỉ đến khi bạn kết nối được với cái tôi sâu sắc hơn. Cái tôi trong không có hình tướng. Thứ duy nhất không bao giờ rời bỏ bạn. Thứ duy nhất luôn ở đó, bất kể bạn ở đâu hay làm gì. Nó không bao giờ thay đổi. Cái tôi, ý thức, con người thực sự của bạn, tình yêu thực sự chỉ đến khi bạn sống trong sự kết nối với điều ấy. Bởi vì khi bạn gặp một người khác, bạn có thể cảm nhận bên trong họ cũng có một sự chiều sâu của cái tôi tương tự. Bạn nhận ra chính mình bên trong người khác và người khác bên trong chính mình. Và bạn cảm thấy có một sự kết nối sâu sắc hơn nhiều so với bất kỳ điều gì khác.
Và đó chính là tình yêu đích thực. Yêu là cảm nhận rằng không có sự phân biệt giữa bạn và người kia, rằng mọi người là một. Điều đó chỉ có thể đến từ khoảng không gian rộng thoáng. Nó sẽ cắm rễ bạn trong phút giây hiện tại. Điều xảy ra trong phút giây hiện tại là hình tướng. Đừng nhầm lẫn hai điều ấy. Lý do mà mọi người nghĩ rằng có rất nhiều khoảnh khắc trong cuộc sống, mỗi ngày, mỗi giờ, bởi vì mọi thứ liên tục thay đổi, hình tướng liên tục thay đổi, suy nghĩ trong đầu bạn thay đổi, cảm xúc của bạn thay đổi, con người xung quanh bạn thay đổi. Nên mọi người nghĩ mỗi lúc là một khoảnh khắc này, khoảnh khắc khác và mỗi khoảnh khắc. Nếu bạn nhìn sâu hơn, bạn sẽ thấy đó không phải là một khoảnh khắc khác mà luôn chỉ là bây giờ. Chỉ có hình tướng xuất hiện trong bây giờ liên tục thay đổi. Nhưng luôn luôn là bây giờ. Và về bản chất thì bây giờ chính là con người thực sự của bạn. Cái khoảng không gian từ bây giờ chính là khoảng không gian của cái tôi. Và mọi thứ xảy ra trong đó, chúng luôn luôn thay đổi. Nên cách nói chính xác khi tôi hỏi bạn rằng điều gì không bao giờ thay đổi, điều gì luôn ở đó trong cuộc sống của bạn, bất kể bạn đi đâu hay làm gì, bạn có thể nói đó luôn luôn là tôi. Cái tôi thực sự chứ không phải là cái tôi bề mặt luôn thay đổi như suy nghĩ, cảm xúc, bạn là ai trong thế giới, mà là cái tôi sâu sắc hơn, luôn không thay đổi. Và một cách khác để nhìn nó là nói rằng đó luôn luôn là bây giờ. Bây giờ không bao giờ thay đổi. Và bạn nhận ra điều kỳ diệu là chúng thực sự chỉ là một. Cái không gian của bây giờ và con người thực sự của bạn là một, là ý thức. Trước khi nó trở thành một cái gì đó, đó là nền tảng cho mọi thứ trong cuộc sống xuất hiện. Bạn có thể nói đó là Thượng Đế nằm sâu bên trong bạn. Không phải một thực thể nào đó, mà là sự sống duy nhất không có hình tướng. Đó là ý nghĩa sâu sắc nhất của hiện tại, và đó là lý do mà hiện tại không bao giờ có thể rời bỏ bạn. Do đó, về bản chất, tôi chính là hiện tại. Tôi không phải điều đang xảy ra. Tôi chính là khoảng không gian mà từ đó mọi việc xảy ra. Đó chính là con người thực sự của bạn. Và khi bạn biết điều đó và trở thành một với nó, cuộc sống của bạn sẽ đầy hoa trái và là một chuyến phiêu lưu tuyệt vời. Khi bạn không biết được mình là ai, thì dù bạn có làm gì, đạt được gì, đi đâu hay gặp ai, nó cũng sẽ không làm bạn thỏa mãn. Chỉ đơn giản là vậy thôi.